Sách Thâm Phòng ngày thứ nhất ban sớm mai, ngâm về sự Thâm Phòng là gì? Thứ nhất phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con. Thứ hai con phải nghĩ tưởng trong trí con như thể con xem thấy Thánh Phaolô hiện đến cùng con, bảo con những lời người đã dạy bốn đạo đời trước rằng tuần Câm Phòng đã đến, này là dịp rất tiện, này là ngày rất tốt cho con được lo việc rồi linh hồn. Đoàn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con hiểu sự Câm Phòng là ơn trọng, ơn cần và có ích cho con là dưỡng nào. Xin Người ban cho con được lĩnh những ơn lành bởi Câm Phòng mà ra. Lẽ thứ nhất hay ngâm Câm Phòng là làm sao? Câm Phòng là giản ra ca việc phần xác con thường làm mỗi ngày, có được nó một việc phần hồn mà thôi, là bỏ quên những việc cày cấy buôn bán làm ăn cùng hết mọi việc đời này, mấy ngày cho được cầm lòng cầm chi mà nhớ mà suy những cách con đã ăn ở dư đào, đã lo việc dỗi linh hồn bấy lâu nay là thế nào. Âm Phòng là giãn ra hay là giảm bớt mọi việc cửa nhà, cho được đi nhà thờ đọc kinh xem lễ nghe giảng nghe sách cùng ngắm về sự dỗi linh hồn, về sự tội, sự chết, sự phán xét, sự thiên đàng hoa ngục, cũng về những lẽ cần trong đạo. Ngâm Phòng là xét cùng ăn năn và xứng cho kỳ những tội chồng con đã phạm từ khi mới có trí khôn cho đến bây giờ mà con chưa xét, chưa ăn ăn, chưa xứng bao giờ, hay là con đã xét không kỳ ăn ăn không thật, xứng không hết và dốc lòng chưa không bền, là xét cách thức con đã chịu các phép trong đạo xưa nay không lên, là xét các việc bậc mình con phải làm mà con đã bỏ không làm, hay là đã làm không tròn.
Cấm phòng là xét cho biết những tính mê lết sâu là vội dễ là mẹ sinh ra các tội nỗi con đã phạm xưa nay và hay còn phạm bây giờ là những tính mê lết sâu nào để mà hứa nó lại cũng vui dập nó đi. Nói tắt cấm phòng là rửa linh hồn cho sạch mọi tội. Nhớ khi chịu phép rửa tội vậy, đoàn ra lễ luật mẫu mực cũng lập một cách cho con được theo từ nay về sau mà giữ điều răn Đức Chúa Trời. Làm việc dối linh hồn cho xưng kẻ có đạo thánh Đức Chúa Trời. Ngã thanh sanh những kẻ làm việc cấm phòng cùng kẻ buôn bán. Đến cuối tháng, cuối năm lấy một giờ, một ngày mà cầm chỉ tính toán các số tiền thu tiền tiêu cho biết mình đã lỡ lãi bao nhiêu hay là đã lỗ vốn là ngần nào. Lại sanh mình đánh với người đi đàng xa xôi vào hàng quán nghỉ chân cùng hỏi thăm đàng mình đi có phải là đang thật hay là đang lạc trắng. Thì chứng trong tuần cấm phòng này phải tính ô với Đức Chúa Trời cho biết bấy lâu nay con lại hay là đã lô về phần linh hồn là thế nào. Con lại đã suy cùng căn đàng con đi bây giờ có phải đàng chính đưa lên thiên đàng hay là đang lạc đưa xuống hoa ngục trắng. Vậy con phải than thơ cùng Đức Chúa Trời rằng thư nhân lạy Chúa, khi con suy đến Chúa đã lên rừng cấm phòng 40 ngày và về sau muôn vàn người bắt trước Chúa bỏ cửa nhà của cải mà lên rừng vắng vẻ cho được dễ suy ngẫm những lẽ trong đạo và lo việc rồi linh hồn. Bây giờ con lại thấy các đấng có chức trong đạo, nhưng kẻ ở trong nhà rồng, nhà Đức Chúa Trời cấm phòng hàng năm, thì con mới biết và tin thật sự cấm phòng là sự trọng, sự cần là hướng nào. Thứ hai, lạy Chúa, Chúa thương ban ơn cấm phòng cho con, thì con không dám từ chối một sẵn lòng chịu lấy cùng chịu khó làm những việc phải làm trong tuần cấm phòng.
Con không dốc lòng dán các việc phần xác ra cho được lo một việc phần hồn, vì việc phần hồn trọng hơn việc phần xác bội phần. Thứ ba, con lạy ra Thánh Đức Bà, ông Thánh Giuse. Sự cấm phòng là việc rất trọng, mà con thì u mê dốt lát, chẳng thể làm việc ấy lên được. Xin Đức Bà, ông Thánh Giuse bầu cử và giúp sức cho con là kẻ yếu đuối được làm việc ấy lên. Lẽ thứ hai hay ngâm, sự cấm phòng là ơn trọng dưỡng lao. Con phải suy sự cấm phòng là ơn trọng, ơn khác thường Đức Chúa Trời ban cho những kẻ người thương cánh riêng, là dịp rất tiền, là ngày tốt lành cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, cho kẻ khổ khăn được lên sốt sang, cho kẻ lành kẻ nhân đức được lên lành lên thanh đi đàng, nhân đức một ngày một hơn. Sự cấm phòng thanh cùng ơn đại xa, múa chúa thế gian thỉnh thoảng ban cho kẻ có tội trong nước mình. Múa chúa thường vẫn ban ơn cho kẻ nọ người kia quanh năm liền, nhưng mà có khi vua chúa mơ lòng rộng rãi ban ơn đại xa cho hết mọi kẻ có tội trong nước mình, hùng tha cho các kẻ lưu đày được về, có các kẻ giặc tù giặc nước ra. Cùng một lẽ ấy dù mà chẳng có khi nào, mùa nào mà Đức Chúa Trời chẳng ban ơn cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Dù mà chẳng có khi nào người chẳng săn lòng thương cùng tha cho nó mặc lòng, không lẽ trong tuần cấm phòng người ban cho người ta những ơn riêng, những ơn khác thường, người chẳng có ban mọi khi cùng săn lòng nghe lời kẻ có tội cầu xin kêu van và tha tội cho nó hơn mọi khi khác mỗi phần. Những ơn Đức Chúa Trời thường ban cho kẻ có tội được ăn năn trở lại thì sanh cùng sướng xa xuống ban đêm, làm cho rau co cây cối được mát mẻ mà thôi.
còn những ơn người ban cho trong tuần câm phòng thì ví như cơn mưa rào thấm xuống đất, nên tần rễ cây làm cho nó trông tốt cùng sinh ra hoa quả. Hoa lên các thanh cùng các kẻ có lòng đạo đức từ xưa đến nay, ngay sự khâm phòng làm trọng làm cần, cùng xiếng lăng câm phòng trăng giam bó, cũng vì nẻ ấy xưa nay có muôn vàn kẻ đa điểm địa trong tội lâu năm mà đã câm phòng lên thì đã bỏ đàng tội nỗi xưa mình nay và dư đau hằn hoi. Chẳng có ơn nào có sức làm cho người ta được lòng ghét, cùng bỏ đàng tội nỗi cho bằng ơn câm phòng. Vì chứng các ơn khác Đức Chúa Trời thường ban mọi khi thì người ban trong trong khi ấy. Còn ơn câm phòng thì người ban lâu, có khi 8 ngày, 10 ngày hay là lâu hơn nữa, tùy người ta định câm phòng lâu hay là trong. Vậy Đức Chúa Trời ban ơn câm phòng này cho con là dẫu người thương riêng con và muốn cho con bỏ đàng tội nỗi mà ăn năn trở lại cùng người, thì con phải lấy ơn này làm trọng làm cần và ra công ra sức câm phòng cho lên. Là như những kẻ ở trong hoa ngục được nhờ ơn câm phòng này thì nó sẽ lấy làm trọng làm mừng biết là dưỡng nào. Chẳng là nó sẽ dùng tuần câm phòng này cho được buồn ghét cùng xưng hết tội nỗi nó ra và ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Thương ngồi thưa nay con đã phạm nhiều tội trọng mà chưa ăn năn chưa xưng bao giờ, cho nên con đáng xa hoa ngục yêu hình khổ đời đời. Vậy Đức Chúa Trời nóng lành vô cùng ban ơn câm phòng này cho con được ăn năn cùng xưng những tội ấy ra, được nghĩa cùng người và đáng lên thiên đàng, thì con hãy chịu lấy vui lòng đừng bỏ qua làm chi.
nói rằng: Thứ nhất lạy Chúa, con sinh ra bấy lâu nay con mê muội dại dột vì lấy sự cấm phòng làm thường làm rễ. Hôm nay nhờ ơn Chúa soi sáng dạy dỗ, con mới biết sự cấm phòng là ơn khác thường, là dịp rất tiền, là ngày rất tốt cho con được ăn năn trở lại cùng Chúa lo việc dỗi linh hồn. Thứ hai lạy Chúa, mấy lâu nay con đã bỏ qua nhiều tuần cấm phòng, con lo sợ kéo hoặc tuần cấm phòng này là tuần Chúa ban sau hết, chẳng còn ban cho con tuần nào nữa, nên con quyết chí dốc lòng ăn năn trở lại cho lo việc rỗi linh hồn trong tuần này, chẳng rãn ra khi khác nữa. Thứ ba lạy Chúa, dù mà con quyết chí dốc lòng ăn năn trở lại trong tuần cấp phòng này, nhưng nếu chẳng được ơn Chúa giúp sức thì con chẳng thể làm gì được. Vì vậy xin Chúa đã mở lòng cho con được ăn năn trở lại, thì cũng ban cho con được ăn năn trở lại cho thật. Lẽ thứ ba hay ngắm cho được cấm phòng lên phải làm những sự gì? Con phải suy cho được lấy những ích bởi sự cấm phòng mà ra. Trước là con phải chịu khó đi nhà thờ theo các giờ làm việc thường làm trong tuần cấm phòng, cùng nghe ngâm, nghe giảng, nghe đọc sách, sự cầm chỉ, nghe ràng, nghe đọc sách, có sức mơ lòng người ta ăn lăn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Thưa ông Thánh An Tôn, vào nhà thờ nghe đọc lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ai muốn lên trọn lành nên thanh thì phải ban cơ nghiệp mình mà làm phúc cho kẻ khó khăn, loan theo ta thì sẽ được phần thưởng rất trong trên thiên đàng. Ông ấy nghe lời ấy thì về nhà bán hết cơ nghiệp mình mà làm phúc cho kẻ khó khăn, đoàn lên rừng đọc kinh cầu nguyện, ham mình ăn chay cho đến trọn đời. Ông Thánh Ni-cô-la-ô nghe một bài giảng về sự rối linh hồn, liền quyết ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ông Thánh Âu-gu-ti-nô, ông Thánh Y-la-xô, bởi xem sách truyền các thanh thì bỏ của cái cùng những sự sang trọng
thế gian mà vào nhà rồng. Nếu con chịu khó đi nghe ngâm, nghe càng nghe đọc sách thì con sẽ được nhiều ích bởi đây mà ra. Đừng nghĩ rằng con lăng đi nhà thờ thì mất công thiệt việc đâu. Vì chứng linh hồn trọng hơn xác mà, con lo việc phần hồn thì chẳng những con sẽ được ích ở đời sau mà lại ở đời này nữa. Sau là có được căm phòng lên thì con phải siêng năng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở lòng cho con được ghét bỏ tội lỗi, ăn năn trở lại lo việc rồi linh hồn trong tuần câm phòng này. Vì chứng sự động lòng ăn năn buồn ghét tội lỗi và kính mến là bởi ơn người mà ra. Nhưng người chỉ ban ơn cho những kẻ quay lòng khiêm nhường sốt sang mà cầu xin kêu van mà thôi. Vì thế trong lót tuần câm phòng con phải siêng lăng cầu xin kêu van luôn. Chẳng những là con phải học kinh cầu nguyện chung với bồn đạo mà lại phải đọc kinh cầu nguyện riêng, phải thầm thì kêu van trong trí trong lòng nữa thì Đức Chúa Trời sẽ nghe lời con mà ban ơn giúp sức cho con được câm phòng lên. Con cũng lên ham mình ăn chay bớt bữa, làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn. Vì những việc lành ấy giúp lời cầu nguyện và mở lòng Đức Chúa Trời thương tha tội cho con. Nhân là con phải giữ mình trong quần câm phòng, đừng phạm tội gì mất lòng người. Sau nữa con được lĩnh những ơn ích bởi sự câm phòng, con phải dọn mình chịu phép dài tôi lên. Nếu con chịu phép ấy không lên thì con uống mất mọi ơn ích bởi sự câm phòng mà ra. Con duy điều ấy liền hiểu sự chịu phép dài tội lên trong tuần câm phòng là sự trọng sự cần cho con là dưỡng nào. Vậy
trong tuần cấm phòng này con phải xưng tội như lần sau hết, con chẳng còn được xưng tội nữa, con phải xưng tội như thề xưng đoàn con liền chết ngay. Cho được xưng tội thế ấy, trước hết con phải xét các tội chồng con đã phạm từ xưa đến nay mà con hứa xưng chưa ăn lăn bao giờ. Hay là con đã ăn lăn không thật, xưng không đủ, xét các tội ấy đoàn thì con phải ăn năn buồn ghét các tội ấy cho hết lòng, hết sức trên hết mọi sự ghét. Sẽ làm lành cùng những kẻ bất bình, bất thuận cùng con, sẽ tha cho kẻ làm mất lòng con, sẽ đền trả những của trái phép công bằng khi có thể đền trả ngay được. Sẽ cất những gương mù gương sâu con đã làm xưa nay, đoạn con sẽ lấy lòng khiêm nhường ngay thật mà xưng cho đủ cho hết mọi tội lỗi con. Chẳng dám giấu diếm hay là nói quanh queo đổ tội cho kẻ khác, con cũng sẽ dốc lòng từ giây về sau, lánh những dịp đã mở đàng cho con phạm tội, xưng tội 2-3 tháng một lần, lần hạt mẫn côi kính đức bà và hứa những việc khác như vậy. Nhưng việc ấy có sức giúp con giữ nghĩa cùng đức Chúa Trời và giữ mình sạch tội chồng. Vậy con phải than thở cùng đức Chúa Trời rằng: thứ nhất, lạy Chúa, xưa khi David còn trẻ yêu sức đi đánh đường Goliath to lớn lực lượng tài giỏi, thì chỉ cây nhờ quyền phép Chúa mà thôi. Hôm nay con mới bắt đầu làm việc cấm phòng, là đánh nhau với ma quỷ, là kẻ thù nghịch chỉ muốn làm hư linh hồn con, thì con cũng cậy quyền phép Chúa và xin Chúa xưa đã thêm sức cho David đánh được Goliath là hình bóng ma quỷ thế nào, thì cũng ban sức mạnh cho con là kẻ yếu đuối mọi đàng được đánh trần cùng ma quỷ thế ấy nữa. Thứ hai, lạy Chúa, dù ma quỷ làm trăm mưu nghìn trước cho được làm ngăn trở con và lừa dối con trong dịp này,
Nhưng nhờ ơn Chúa, con quyết trông trà không nghe và làm việc khâm phòng này cho hết lòng, hết sức. Thưa lạy Chúa, con tin thật Chúa đã thương ban ơn khâm phòng này cho con, thì cũng sẽ ban ơn cho con được ăn năn sửa mình lại nữa. Con chỉ còn lo phần con là kẻ yếu đuối, lông lồi không được vững vàng dùng ơn Chúa. Vì vậy con xin Chúa hằng thương xem coi giữ con liên mãi, đừng bỏ mặc con lúc nào.